Xin chào các bạn, mình là Thế Anh, mình đến từ cộng đồng Thanh NDA, cộng đồng chuyên chia sẻ của các dự án IDO, các dự án Property, các dự án IEO đến từ nhiều nền tảng uy tín và chất lượng cũng như đến từ các sàn giao dịch. Nếu các bạn còn chưa ký kênh thì các bạn nhớ nút subscribe để các bạn đăng ký kênh để tiếp tục những giờ mình nhất là mình được xuyên chia sẻ được với anh em. Ở video chia sẻ hôm nay thì mình sẽ gửi tới các bạn một round mới của dự án Space Master. Trong dự án hôm nay thì các bạn sẽ cần vào link phía dưới mô tả video, sau đó các bạn start để chatbot, tiếp theo các bạn hoàn thành bằng captcha. Ta lần lượt join vào group Telegram channel Ấn Độ đầu tiên. Mở kênh Twitter này. Mở kênh Discord. Ăn tôm. Ăn tôm. Mở kênh Facebook này. Chúng ta follow Twitter này, retweet pin tweet nhé. Discord các bạn mở ra vào để chúng ta join. Mà có lẽ là mình hôm nay đã join rồi, bây giờ không cần join lại nữa. Các bạn chờ tí mình thoát cái kênh này ra, mình join bên kia rồi. Chúng ta follow Facebook, ok, bây giờ chúng ta nút don hai lần. Gửi ulem của kênh Twitter, chúng ta ấn vào phần profile, copy phần install. Các bạn lưu ý đây là một vòng riêng biệt so với vòng của ban nãy mình đã chia sẻ với anh em. Vòng này thì đến từ anh Quán Group 6. Với profiling của kênh Facebook này, chúng ta mở profile và các kết phần profiling của Facebook vào đây. Rồi chọn đôn nào. Ta sẽ cho kênh Group 6 ngoài group uy tín nhé. Tiếp theo chúng ta mở Twitter Group 6 rồi chúng ta thêm follow. Thằng Quán nó đang đợi đến này. Này à, chúng ta copy phần địa chỉ vào đây. Bây giờ chúng ta nút đôn. Twitter mình đã follow rồi anh em nhé. Bây giờ các bạn dán địa chỉ ví nữa xong. Ok rồi, chúng ta đã cùng chia sẻ thêm một round nữa của dự án Space Master. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Xin chào các bạn. Giờ tiếp theo.